Một giọng người gặp như cả cái con dâu thái su ở thế này. Phượng thì khác gì con gà mái này nhỉ? Phượng thì đen xì xì nhỉ? Đéo ơi, các đéo gà mái lại trội chân nó chắc gì cá à? Diếc 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 cá diếc đây đây của diếc đau đau cần cấn mà đây chỗ của em ấy mất công sang sang mẹ kính người mà trời ơi mà sang sang tán tỷ này tán tỷ này tỷ sang mấy người này này đúng là cái bọn chưa hôi đừng xanh đây. Chúng mày không có hình xăm, chúng mày ghen tị đúng không? Kín người hình xăm, kín người. Ăn thì to như con trâu, gần 90 cân xăm cái hình 8 tỷ là không. Ông nhìn mày từ nãy đến giờ. Mình tiên chào mọi người nhá. Tôi Tuấn Quân chào mọi người nhá. Quý khổng lồ chào mọi người. Ê, chào mừng mọi người đến video tiếp theo của mấy anh em mình anh em ạ. Thì là mọi người biết được là cái ngày gọi là thời xa xưa thì anh em biết được là tất cả mọi người là thời xưa là rất chi là kỳ thị những cái gọi là cái những người mà có hình xăm các thứ ấy, người ta sẽ gọi là kiểu như là chơi bài sắt đá rồi các kiểu tội, đấy các kiểu tội đấy. Thì hôm nay anh em ạ, mọi người biết được là anh em nhà tôi thì mọi người biết được cả tem thì chỉ có mỗi ông Ngọc với cả thằng còi mõm là có hình xăm thôi anh em ạ. Đấy thì là hôm nay anh em tôi đây bút đầu đây mày thích xăm không? Xăm ngay rồi. Đấy, hôm nay là bây giờ anh em tôi sẽ gọi là chế hình xăm cho thằng Tuấn với cả mình sẽ chế hình xăm cho ông Tuấn với cả thằng Huy khổng lồ để vào tí nữa vào gọi là khịa ông Ngọc với cả khịa gì nhỉ? Khịa thằng coi mõm nha anh em nhá. Cái này là cái gì nhỉ? Rồng kín lưng ghi rồng kín lưng nhá. Rồng kín lưng. Đấy. Rồi đây xong em đấy em vẽ biểu tượng con rồng nữa. Đấy. Xong mày. Đấy. Rồi. Chân đây, đuôi đây. Ok. Mày vẽ cho nó cái cánh tay hiểu không? Cánh tay là cái gì nhỉ? Đấy. Rồng đây nhá. Mày vẽ phượng. Cánh tay. Không, phượng, không cần tay. Phải phượng, gà thôi. Ừ, gà. Gà thôi. Đấy. Ok. Em vẽ đẹp phết nhỉ? Rồi. Đây cánh này. Kín người nữa. Kín người đấy. Kín rồi. Người. Đấy, okay. Anh sẽ cho em là hình xăm 8 tỷ ở lưng nữa. Đây. Ghi em hình xăm 8 tỷ ở lưng nữa. Đẹp nha. Cái này để cho nó khô nó không bị. Vẽ cho em ông mặt trời ở đấy nữa. Ông mặt trời em hình xăm 8 tỷ ở đấy. Hình hình xăm 8 tỷ ông mặt trời nhá, ông mặt trời nhá. 8 tỷ ông mặt trời à? Ông mặt trời à? Ông mặt trời. Ok, ông mặt trời. Có luôn ông mặt trời. Ok anh em. Đấy. Quá đấy anh em ạ. Tôi đã gọi là chế xong cái gọi là hình xăm đây của nữa. À, đây. Còn cả vòng dây chuyền. Vòng đây à. Đây là vòng Italia. Vàng mày. Trắng. Đúng rồi. Ok. Này ra đây tao trao cho mày. Tí nó vào trong cái tiệm không tao treo luôn à. Ok ôi chất giời. Quá chất luôn anh em liền. Đấy thì anh em ạ, đây là tôi đã gọi là xong gọi là cái chương trình gọi là xăm kín người và xăm xiếc cho hai thằng con này rồi. Bây giờ anh em tôi sẽ vào và thực hiện video này cho anh em xem nhá. Ok anh em. Mỗi mình ngồi đây à? Gọi ai là chó à? Như gọi ai là chó nhỉ? Đang đeo xích chó. Ông nào? Xích chó. Và ý của nó đấy. Thằng kia có đeo. Có anh đeo, có đeo chưa? Này. Đeo cái gì cổ ấy hả? Ví dụ như cái xích này nhá, con cái xích này đeo luôn. Chất hơn nhiều. Ui giời, nét luôn. Thằng chất thế. Thằng nhận thằng xong siêu nhỉ. Chán đời, trông ngứa mắt nhỉ? Ngứa mắt. Tay đi xong con phượng nhìn ngứa cả mặt. Nhìn giống con gà nhỉ? Khắc đéo con gà. Không khác gì con gà luôn. Chả khắc đéo con gà chè. Xăm lại còn đéo ra đường nét gì. Ừ. Ngứa cả mặt nhỉ. Xong lại còn dề dìa người. Còn xăm bọ cạp, bọ biếc, ngứa ba vẫn xăm mấy cái gì. Xăm kéo con dế. Xăm thì xăm kín mẹ người đi. Xăm chỗ không nhìn ngứa cả mặt nhỉ. Nhìn anh nhìn này, anh nhìn này. Con bọ cạp là khắc đéo con tung hùng tung đất đầu. Đi mẹ không. Không có đâu. Này, anh bảo mày còn cái thằng 35 cân này xăm này. Mẹ thì thay xăm rồng thì mẹ nhìn con rồng này gặp như các cái con dâu thái su ở thế. Này. Phượng thì khác gì con gà mái này nhỉ? Phượng thì đen xì xì nhỉ? Đéo ơi. Các đéo gà mái lại trội. Chân nó chắc gì? Cá à?
Diếc, 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 cá diếc. Diếc, đây của diếc. Đau đau cân cân. Mà mày đâu ai đến? Này, cái thằng to này là anh bảo cái thằng to này thằng thằng gần một tạ. Xong con whisky nhìn chán đời nhỉ. Thằng này này. Cái thằng chuột. Em bảo nhá, cái thằng gần một tạ nó muốn làm giang hồ nhưng mà kiểu giang hồ đáng yêu sang mít mày. Mày nhìn này, anh bảo này, đeo này nhìn nó đeo này, cái xích này, anh nói mày nhá. Xích này không khác gì xích con chó anh ạ. Đéo đéo bằng vòng huy nhỉ. Xích này em đẹp hơn. Ừ, đẹp hơn nhiều. Mắt miếc thì nhìn giòn. Chỉ được cái đeo to qua thôi. Mà thằng này đéo có tóc cái sao đấy nhỉ? Mà thằng này đéo có tóc cái sao đấy nhỉ? Sao thằng sang mẹ anh đầu đi. Sao mấy cái ba vẩn. Này dạ. Bên kia chúng mày nói ai đấy? À, từ bây giờ chúng mày xỉa xóa ai? Em nói bằng cua đấy anh. Nói mấy thằng xăm chỗ, nói thằng nào? Mấy thằng xăm chỗ. Thằng xăm chỗ đây. Em hả? Đi mẹ chồng. Thằng này thằng xăm chỗ đây. Để trong kem mình có mỗi hai anh em mình xăm. Em chửi anh thế? Em nói thằng em chửi mấy thằng xăm chỗ thì làm sao? Anh sao anh? Mày nói thế là động chạm đấy. Ra ngoài rồi lại ăn đòi. Anh hiểu thì người ta đầy người xăm. Người ta nói là người ta xăm xiếc nhưng mà nhìn hình xăm nó không ra gì, nhìn ngước ở mắt ra. Nhìn ngước xăm mắt phượng ra bên, cái gì? Bên này nhìn non nữa, chán rồi xong xăm con bọ cạp đấy. Em nói thật câu nhé. Nhưng mà xăm mày nói xăm. Ai đây? Em nói mấy thằng trên mạng. Thằng nào trên mạng mà tả giống tao thế? Mấy thằng giang hồ mộng trên mạng để nhìn này. Chắc mà sao tả xong em, cho em nói người đấy chắc tay run. Anh xăm anh tự ấy à? Anh tự nhận bản thân này là gì? Đồ mày đã bắt chặt. Tay này còn xăm cái gì đấy, cá diếc hay cá mè đấy. Nhìn nó trông chán ra thế đéo nào cả. Con cá này nếu mà để bảo mày con dưa này nên còn hai con cá đấy là cá đấy à. Nhưng mà anh nói thật mày, anh nhìn cái thằng đeo xích này này nhìn ngứa mắt, đeo xích to nhìn em muốn đập đầu nó ở đấy. Xích chó nó đẹp hơn. Nhìn non đấy. Chúng mày nói ai? Đâu mày đâu nói anh đấy mà mất công xăm con mẹ kín người đi, xăm hai ba cái hình ngứa ba vật, xăm đéo còn xăm của Mickey này. Anh có Mickey không? Mickey không ra Mickey. Có Mickey đấy. Nó ra chuột nhất. Chuột cũng chuột cống. Xăm anh nói cái gì đấy? Nói anh đây. Chắc cái thằng xăm nó tay run. Mắt chán đời. Mà xăm đi con mẹ mày hết màu đi, lưng để nó đang đốm này. Giống anh nói mày có ghẻ không? Chả giống đéo gì cả. Này hình thì có hình có màu, hình thì không. Nhìn nó chả ra cái thể thống đúng gì. Kiểu với cái thằng thì dân chơi xăm chẳng góp. Chúng mày đâu, chúng mày xem ảnh của ai? Đây này mày mở lên cho xem. Thôi, đúng hả? Chúng mày tả ai đấy? Tao hỏi chúng mày tả ai? Bỏ cái điện thoại ra tao xem nào. Ôi mắt rồi, mất đang tả ai mà tả chúng mày xí đẻo tao đúng không? Dạ, coi coi xem đi, xem cho nó đây. Nó dơ ảnh ai ra đây được chưa? Ai đây? Ê, nhìn anh đấy vào anh này. Ai đây? Anh nào? Còn thằng kia nữa. Anh tả ai đấy? Tả rồi, nhận tả mới được tao muỗng này. Tả mới mày đi ao quá. Mày đi ao quá. Đây ao quá cái gì? Cái vòng của em đây. Anh đừng so vào xương của cái vẻ. Này mấy cái hình xăm ghẻ của em không tính tiền. Rồi mày đã anh. Em nói anh này, mấy cái hình xăm ghẻ của anh cứ gì cho đây đây thằng lúc màu vàng lúc màu mày cởi áo bỏ ra. Mày bỏ ra. Mày bỏ ra. Cởi áo ra cho anh xem. Kín người. Hai. Hai. Lồng kín lưng. Chưa. Kín là dòng nào? Chưa. Xăm mấy cái hình xăm ghẻ cứ gì. Mấy hình xăm và mày cởi ra. Sao cởi ra? Này, chủ của em ấy. Mất công xăm xăm mẹ kín người mà trời. Mà xăm thì xăm tám tỷ này. Tám tỷ này. Xăm mấy cái hình xăm này đúng là cái bọn chưa hôi đừng xanh đây. Chúng mày không có hình xăm chúng mày ghen tị đúng không? Kín người hình xăm kín người lưng cởi mụn đi chả xăm vào đấy. Mất công xăm kín người xăm tám tỷ đây này. Kín người cái gì đây này. Nhìn con phượng như con gà nhìn non nước ở mắt nước ở mắt xăm đeo xích như xích chó ấy. Gì ai à mình đẹp hơn. Cái này là cái gì? Đây là màu đơn ba này. Em nói anh nhá, 35 cân người thì bé kẹo kẹo, xăm thì đầy hình xăm. Đây là người ta làm nghệ thuật, người ta xăm mà để cho khách người ta tin tưởng. Này, tôi nói không phải là tôi đang nói thằng này, tôi nói gì ông mà nhớ đây anh thấy nhận tự nhận. Còn đấy thằng này này. Người tao to, tao xăm đẹp, không như cái thằng 35 cân này. Thằng này mày xăm chẳng gốc, không có màu. Anh này từ đây là đâm bảo là khác. Thằng thì to như con trâu, gần 90 cân, xăm cái hình 8 tỷ là không.
Ông nhịn mày từ nãy đến giờ mày đi chơi đâu? Em với anh, em đang bảo thằng này cơ mà. Ôi thế này, thằng này kiểu như dân chơi xăng trả góp ra, thấy màu đâu nhỉ? Biết là kín người cũng có rồng kín lưng đấy. Mày đứng ra đây, mày đứng xăng này, xem đứng ra đây xem đo đâu bên bên này. Đâu phải ra đo bên còi hợp hơn. Rồng ở lưng cơ, con gà đấy. Đây con này giống nhau rồi. Con này còn đẹp hơn đấy. Chị giá ra chị ra luôn này. Anh bảo này, nhìn hai thằng này đứng như với nhau á, nhìn không khác gì con chó đang mèo xích ở ngoài kia. Ơ, mày thua tay tài em đi. Hả? Chết đâu? Em đang nói là chó. Em đang nói là chó. Bảo ai là chó? Em đang nói đằng kia là một người. Ơ, mày vòng vòng của em à? Cái gì? Cái này mua đây, chó. Mày ào, cái ao ơi, hiểu không?